Chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thịnh Vượng Audio. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ cho mọi người chúng ta cách để chúng ta cân bằng cái tần số của hệ thống âm thanh của chúng ta. Thì thông thường một cái hệ thống âm thanh của chúng ta thì chắc chắn rằng nó sẽ có những tần số dư, những tần số thiếu, thì đòi hỏi chúng ta phải cân bằng. Và muốn cân bằng thì chúng ta phải sử dụng cái gì đó, chúng ta sử dụng equalizer. Và hôm nay thì mình sẽ lấy cái giao diện của con vàng số VX8 để mà làm cái giao diện của equalizer, để mà chia sẻ cho mọi người chúng ta cách để chúng ta cắt tần số như thế nào để cho nó phù hợp với cái hệ thống âm thanh của chúng ta. Thì đây là cái dạng frequency mà mình lấy ở trên cái giao diện của con vang số JBL VX8 mọi người ha. Đây mọi người nhìn vào cái màn hình đây. Để chúng ta cân bằng được cái tần số, tại vì một cái hệ thống âm thanh của chúng ta nó sẽ có những tần số nó nhô lên, nó làm cho âm thanh chúng ta không được hay, có những tần số nó bị tụt xuống. Đó, thì bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta cân bằng, cho ra cái âm thanh mà với mong muốn của chúng ta. Tại vì một hệ thống âm thanh của chúng ta, đôi khi chúng ta đặt trong một căn phòng này thì chúng ta nghe cảm giác nó ok, nó vừa. Đấy. Nhưng mỗi khi chúng ta mang qua một cái không gian khác, một căn phòng khác, thì chúng ta nghe cảm giác như là âm thanh nó bị dư dư một cái gì đó, nó làm cho tiếng bass nó bị rền, hoặc là tiếng chép nó bị quá nhiều, hoặc là cái dãy mid nó bị ong ong, cái tiếng nó không có chiều sâu, nó không có ấm tiếng. Thì chúng ta cần phải nắm được, chúng ta biết được là quãng tần số dư là ở đoạn nào để chúng ta xử lý, để chúng ta cắt nó xuống, để làm sao cho nó tối ưu với hệ thống âm thanh của chúng ta. Nó tóm lại là chúng ta làm sao để chúng ta cân bằng tần số là bằng cách chúng ta sử dụng equalizer. Thông thường thì các cụm tần số graphic EQ thì chúng ta nhìn ở trên âm ly thì nó sẽ có là dải bass, dải mid và dải chép. Và dải bass thì nó sẽ chứa tần số nào? Bass thì thông thường nó sẽ chứa là từ 20 hertz cho đến tới là 500 hertz, thì nó sẽ thuộc vào dải bass. Khi chúng ta kéo nó lên thì nó sẽ lên một quãng lớn như thế này. Đây, mình sẽ hình dung như mà cho mọi người. Khi chúng ta kéo cái dải bass lên thì nó sẽ lớn, nó lên một cụm lớn như thế này. Đó. Và khi nó lên như vậy thì cái âm thanh chúng ta kéo như vậy thì nó không có chi tiết. Chúng ta cần phải xử lý nó chi tiết. Đấy, thì nó mới tối ưu được. Còn chúng ta kéo nguyên một cụm như thế này thì nó sẽ bị dư nguyên một đoạn dài như thế này. Nhưng cái chỗ này đã đang dư rồi, tôi kéo lên luôn thì nó dư luôn. Đó. Thì lát nữa chúng ta phải bóc tách nó ra. Và tiếp đến là dải mid. Dải mid thì nó sẽ chứa là từ 500 Hz cho nên tới là 6 kHz. Thì khi chúng ta vặn cái nút ở dải mid á, không phải chữ là mid á, thì nó sẽ lên nguyên một cụm như thế này. Đó. Cụm lớn như thế này. Và khi mà chúng ta vặn cái nút mà nút chép á, thì nó cũng sẽ lên nguyên một cái dải rộng như thế này. Đó. Thì như vậy thì âm thanh của chúng ta nó sẽ bị chúng ta xử lý không có chi tiết được. Đấy. Âm thanh của chúng ta nó không thể nào nó tối ưu hoàn toàn được mọi người ha. Thì bây giờ chúng ta phải bóc tách nó ra, chúng ta phải phân nhỏ nó ra. Chúng ta phải biết được là từ tần số nào tới tần số nào là tiếng bass nó mềm mượt. Thì ví dụ như là từ tần số 20 Hz cho lên tới là 80 Hz thì đó nó sẽ chứa các cái dải bass mềm đó. Và từ nó sẽ thuộc vào là low bass mọi người, từ 80 Hz từ 20 Hz lên 80 Hz thì nó sẽ thuộc là low bass, nó sẽ chứa những tần số, những cái tiếng bass nó mềm mượt. Và từ 80 Hz lên tới là 320 Hz thì nó sẽ thuộc vào là dải bass, thì tiếng bass nó sẽ cứng đó. Và từ 320 Hz cho lên tới là 500 Hz thì nó sẽ thuộc vào dạng hai bass đó. Và tiếp đến qua là dải mid thì từ 500 Hz cho lên tới 1 ký thì nó sẽ là low mid. Và từ 1 ký cho lên tới là 2 ký thì nó sẽ thuộc là dải mid. Và từ 2 ký cho lên tới là 6 ký thì nó sẽ thuộc là dải high mid. Và tiếp đến là dải chép thì nó sẽ là từ 6 ký cho đến tới 20 ký thì nó sẽ là dải chép. Chúng ta bóc tách nhỏ nó ra để chúng ta phân biệt được rằng là cái phần dải mid cảm giác nó bị dư khoảng nào đó mọi người ha. Chúng ta sẽ kéo lên, chúng ta sẽ thử nghe thử coi từ 20 Hz lên cho đến tới là 80 Hz, chúng ta kéo lên xem cái tiếng bass nó có gì thay đổi. Đó. Tiếp đến là dải bass, chúng ta sẽ kéo lên để xem nó có cái âm thanh của chúng ta nó như thế nào, nó nghe như thế nào. Chúng ta nghe để chúng ta lưu lại, chúng ta ghi nhớ lại để chúng ta nghe xem là có đúng là cái hệ thống âm thanh của mình nó đang bị dư ở tần số ở quãng này hay không. Đó, chúng ta kéo nó lên. Đấy. Đó. Rồi, thì bây giờ thì để mà xử lý cái tiếng bass mềm chúng ta đã nắm được, chúng ta nắm được là tần số bass mềm là từ đâu tới đâu rồi. Thì bây giờ tiếng bass mềm nó sẽ nằm từ 20 Hz cho đến tới là 80 Hz đó, thì chúng ta sẽ kéo lên, chúng ta sẽ thử kéo đâu đó là từ
tức là để đặt ở giữa, tức là từ 80 hertz cho đến tới từ 20 hertz đến 80 hertz, chúng ta phải đặt ở giữa như vậy. Đấy, chúng ta kéo giữa lên đâu đó từ tầm 40-50 giờ đó đấy, chúng ta kéo lên để xem cái tiếng bass của chúng ta nó có mềm hay không. Đó. Rồi chúng ta kéo lên thì chúng ta cảm nhận những tiếng bass của chúng ta nó ra rất là mềm, nó ra rất là mềm, nó không bị cứng được. Đó. Rồi, trường hợp nhưng mà chúng ta nghe nó bị mềm quá, tiếng nó không có được tròn trịch này kia, thì chúng ta sẽ hạ bass filter, chúng ta cắt nó lên, chúng ta sẽ cho nó đánh đâu đó là từ 40 hertz trở lên thôi. Bởi vì thông thường thì tai nghe của chúng ta chỉ nghe được đến từ 30 hertz thì đó đổ lên thôi, chứ chúng ta không thể nghe được quá sâu đâu mọi người ha. Đó. Nghe được 30 hertz là tốt, tai tốt lắm rồi mọi người nhá. Chúng ta không cần phải để quá sâu, chúng ta sẽ cắt lên để đâu đó từ 40 hertz đổ lên thôi. Đó. Để chúng ta lấy cái âm bass mềm, nó không có bị rền cái đuôi, nó làm cho cái màng loa của chúng ta nó bị rung động, nó bị dao động quá nhiều, nó làm cho bị over âm thanh. Đó. Chúng ta tối ưu chúng ta cắt nó gọn lại để cho âm thanh của chúng ta nó làm nó được tròn, nó phải mềm. Đó. Rồi bây giờ tiếp đến là tần số ở dải bass, dải bass thì nó sẽ đâu đó là từ 80 hertz lên tới là 320 hertz, thì nó sẽ chứa những cái bass cứng. Chúng ta cảm giác cái tiếng bass của chúng ta nó hơi bị cứng, nó không có được mềm, làm cho chúng ta bị tức ngực khó chịu quá, thì chúng ta sẽ xử lý đâu đó, chúng ta biết được dải bass từ đó tới đâu rồi, thì chúng ta sẽ xử lý khoảng đâu đó là từ 120 hertz, đó từ 120 hertz, từ 80 hertz cho đến tới 120 hertz, thì chúng ta lại kéo nó xuống, ốc tai chúng ta bóp nhỏ nó lại, chúng ta không để nó quá rộng để nó lem qua các tần số mà chúng ta không muốn xử lý, đó. Đó, chúng ta xử lý cho chúng ta đưa nó xuống để cho tiếng bass thì chúng ta nó được mềm mượt hơn, ví dụ như vậy. Còn trường hợp chúng ta nghe cảm thấy nó đủ rồi thì chúng ta để cân bằng. Đấy. Rồi tiếp đến là ở dải tiếp đến là qua phần dải 2 mic, đã quên dải dải 2 bass. Dải 2 bass chúng ta nghe, chúng ta thử kéo lên, chúng ta nghe thử xem dải 2 bass là cái âm thanh là âm thanh gì, âm thanh nó như thế nào. Chúng ta thử kéo dải 2 bass lên. Đó, chúng ta thử kéo lên. Đầu đó là từ 320 hertz đến tới là 500 hertz, chúng ta thử kéo lên xem là cái âm thanh nó cho ra như thế nào. Đấy. Giờ chúng ta kéo cho ta nghe như vậy, chúng ta cảm nhận, chúng ta ghi, chúng ta cảm nhận được ở cái âm thanh từ 320 hertz cho đến tới là 500 hertz. Ừ, cảm giác cái âm thanh nó bị dư ở chỗ đó. Chúng ta lại xử lý, chúng ta kéo nó xuống. Đấy, chúng ta ốc ta nó nhỏ lại. Đấy. Ốc ta nó nhỏ lại, chúng ta không để nó quá rộng, nó lem qua cái tần số mà chúng ta không muốn xử lý. Chúng ta kéo nó xuống, như vậy thì nó sẽ cho ra cái âm thanh mà chúng ta mong muốn. Rồi chúng ta xử lý được xong cái phần bass rồi, thì bây giờ chúng ta qua xử lý phần dải mid, đấy, trung âm. Đấy. Trung âm thì bây giờ chúng ta đã nắm được rằng là dải mid thì nó sẽ chứa từ đâu rồi, low mid thì từ đó tới đâu. Low mid thì nó sẽ là từ 500 hertz đến 1 ký, thì chúng ta cảm nhận như là cái chỗ này tiếng nó hơi bị ống tiếng, cái tiếng nó không có chiều sâu, cảm giác nghe nó bị bong cái tiếng, thì chúng ta nắm được rằng thì chúng ta sẽ kéo nó xuống. Đấy, ở phần dải mid này chúng ta sẽ đưa nó xuống. Đấy, octave chúng ta nhỏ lại. Đấy, thì tự nhiên âm thanh chúng ta nghe nó sẽ không có bị, nó sẽ tạo ra, nó sẽ bị nó ấm, nó mượt, nó không có bị ong ong cái tiếng do không gian của căn phòng nó tạo ra. Đấy, dải mid, dải low mid, và tiếp đến là dải mid thì chúng ta sẽ thử kéo lên xem là cái dải mid là âm thanh gì. Dải mid là âm thanh gì, chúng ta thử kéo lên. Dải mid từ 1 ký tới 2 ký. Đấy, chúng ta sẽ kéo lên, đấy, chúng ta đưa lên để xem là cái dải mid nó cho ra cái tiếng như thế nào. Đấy, để chúng ta nhớ được cái dải mid là cái tiếng này đấy. Đấy, để tôi đang nghe cái tiếng này cảm giác nó bị dư đây, để chúng ta đưa xuống đó. Đấy. Rồi tiếp đến là dải 2 mid. 2 mic là từ 2 ký đến 6 ký. Chúng ta thử kéo lên, đưa lên xem có phải âm thanh của chúng ta thử kéo xuống xem, thử xuống cho hoặc đưa lên coi xem để xem có đúng là cái âm thanh của mình nó đang bị dư chỗ này hay không. Đó. Mình cảm nhận được âm thanh của mình đang bị dư, và mình phát hiện ra được rằng là âm thanh của mình đang bị dư ở tần số ở dải 2 mic là từ 2 ký cho đến tới là 6 ký. Mình biết phát hiện ra rồi, bắt đầu mình sẽ kéo nó xuống. Đấy. Hoặc là nếu có thiếu thì mình đưa nó lên. Đấy. Rồi tiếp đến là dải chép thì nó sẽ nằm ở từ 6 ký cho đến tới là 20 ký, thì chúng ta sẽ vào cái phần dải chép từ 6 ký đây, chúng ta sẽ nâng lên. Đấy, chúng ta kéo thử lên. Đấy.
chép nằm ở 6 kg đây đó, từ 6 kg tới 7 kg tiếng kép nó sẽ làm cho cảm giác chúng ta nó bị chói, chép thô nó bị chói, và tiếng chép mà nó làm tiếng chép mà mềm mượt đó, thì nó sẽ nằm ở đâu đó là khoảng từ 8 kg gì đó độ lên, thì nó sẽ có cái tiếng kép nó nhuyễn, nó tí tách, nó rất là nhuyễn và rất là mềm, tiếng kép nó không có bị làm cho đanh bị chói. Chúng ta thử kéo thử lên xem cái tiếng chép ở đây hay hơn không, hay tiếng chép chỗ này hay hơn, chúng ta kéo thử lên, chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận xem âm thanh của chúng ta nó đang bị dư ở phần chép, thì nó đang ở dư ở khoảng nào đấy. Bây giờ mình cảm thấy mình cảm nhận những cái loa của mình đang hơi bị chói, thì mình sẽ biết được là cái tiếng chói này là từ 6 kg cho đến tới là đâu đó là 7-8 kg gì đó. Bây giờ thì mình sẽ đưa cái dạng 6 kg xuống, ông ta mình bóp nhỏ lại. Đấy, nhỏ lại đó, thì nó sẽ giảm đi cái tiếng chép nó bị chói, rồi chúng ta cảm giác như chúng ta muốn nghe cái tiếng chép xì đuôi nó mượt mà một xíu, thì chúng ta sẽ đưa ở đâu đó từ khoảng 10 kg cho nó lên một xíu. Đấy, tai của chúng ta thông thường chỉ nghe được từ sẽ nghe tới khoảng tầm là 13 kg thôi, 13 kg là tai tốt lắm rồi, là hết rồi đó, 12 kg là hết rồi, còn lên 20 kg thì tai chúng ta sẽ không còn nghe nữa đâu. Đó, cho nên cái phần này chúng ta không cần quan tâm, chúng ta lo bắt từ từ đi. Đó. Clip hôm nay thì mình làm một cái clip ngắn để mà chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta nhận biết được là đâu là tần số dư, chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận được tần số nào là tần số dư, để chúng ta cắt, chúng ta xử lý làm sao cho nó vừa với cái gu nghe của chúng ta, vừa cái mức nghe của chúng ta. Tại vì có rất là nhiều, có những người thích nghe tiếng bass mềm, có những người thích nghe tiếng bass cứng, có những người thì thích nghe cái dải trung âm nó nổi, nó trội lên để cho nghe nó rõ, nó chi tiết. Còn có những người thì thích nghe là tiếng chép nó tí tách lì xì đó. Còn có những người thích nghe tiếng chép nó cứng đó. Đấy. Thì clip thì mình sẽ làm tổng quan qua như vậy để mọi người chúng ta trường hợp chúng ta đang có những hệ thống âm thanh ở nhà, chúng ta có máy tính này kia thì chúng ta cắm vào, chúng ta xử lý equalizer, chúng ta cân bằng làm sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu, cái gu nghe của chúng ta. Thực chất thì nó chúng ta làm thì chắc chắn là nó sẽ không có được hoàn thiện và ok như là mấy anh kỹ thuật chuyên môn đâu, nhưng mà chúng ta nắm được đôi chút như vậy thì để mà trường hợp chúng ta muốn xử lý nhanh thì chúng ta dựa vào đây để chúng ta xử lý nhanh được, chúng ta không cần phải là mấy cái mặt nhỏ nhỏ nào cũng phải ốm mất công, chúng ta phải kêu kỹ thuật tới. Đấy, chúng ta biết đôi chút như vậy thì nó cũng là ok. Thì clip thì mình tạm dừng tại đây, thì nếu mọi người thấy ok cho một like share subscribe, bye mọi người nhé.